tầm trăm hơn 100 triệu thì mua xe gì để mà chở lặng tốt? Và xin chào tất cả quý vị và bạn, và tôi là Đạt Xe Tải đây. Thì dường như với cái tầm tiền nó ít nhưng vẫn muốn mua một chiếc xe chở hàng như chở trâu, chở bò, chở nội thất chẳng hạn, tầm tấn, nếu mà chở quá tải tầm 3 tấn 4 tấn mà nó bền, mà nó khỏe thì lựa chọn xe gì? Nó sẽ rất là đau đầu mà chúng ta suy nghĩ những chiếc xe đời cao, mua xe tàu thì sợ mất giá, không làm được, bán đi thì cũng chết. Thì có một cái dòng xe thời đấy là thời hoàng kim luôn. Thời đấy là thời hoàng kim luôn các bạn ạ. Thì đây là chiếc xe Hyundai Porter Super. Hyundai Porter Super đời 2003 thôi. Thì cái dòng xe này nó là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Với chiều dài tổng thành thùng lọt lòng thì nó ngắn hơn con K3000. Nó chỉ rơi vào khoảng 3m2 thôi, tầm tầm như K2007 thôi các bạn ạ. Nhưng đặc điểm đằng trước hệ thống treo nó đằng nhíp. Hệ thống treo đằng trước nó bằng nhíp. Nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe luôn. Nó như K3000 vậy. Và tải trọng của nó là 1 tấn 25. Nó khác so với dòng K3000 là cứ gọi quen là tấn 4, nhưng tải trọng của con này là 1 tấn 25. Thì 1 tấn 25 thì nó sẽ có nhíp và nó có tanh. Còn những cái dòng xe Hyundai Porter Super mà nó không có nhíp thì nó là Hyundai Porter 1 tấn, loại 1 tấn thì dòng đấy nó khó bán hơn. Còn đây là một chiếc xe thì tôi vừa mới về thôi. Đối với dòng xe Hyundai Porter này thì cũng giống như những dòng xe Hyundai Porter hay là dòng xe tải nhẹ khác thôi, thì nó đều có những phần keo chỉ đây. Đây là chỉ cửa đây. Đấy. Đấy, hai cánh cửa thì nó đều như nhau. Đấy. Và với cái đặc điểm chung của cái dòng xe này, nó là nhập khẩu thì luôn luôn có những cái đồi mồi như thế này. Thực tế thì với những cái dòng xe này, nếu mà để mà đi nó sướng ấy thì không thể sướng bằng những xe đời cao được. Nhưng mà thực sự để mà cõng khỏe tầm hơn 100 triệu, chả tội gì mua xe tàu cả. Mua xe tàu thì có thể được đời cao, nhưng bạn phải xác định là hàng hóa của bạn ổn định. Mua một thời gian thấy nó rạch sạch, hoặc là cảm thấy mà công việc nó ăn nên làm ra rồi thì bán đi cũng được. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó. Tại sao đến những cái thời điểm như 2020 bây giờ mà những chiếc xe tầm đời sâu như này nó vẫn hơn 100 triệu, nó đáng giá bằng những xe tàu đời cao 17, 18, 19 bình thường? Thì đó là cái sự kiểm nghiệm thực tế của thị trường đã dùng rồi. Tại sao người ta dùng nhiều như vậy thì dòng xe này nó mới có giá? Tại vì nó tốt, tại vì nó bền. Và nhắc đến Hyundai thì dường như khó có một cái tên tuổi nào khác vượt qua được. Xét về máy, xét về động cơ, nếu với công việc của bạn yêu cầu đi vào những ngõ nhỏ nhiều thì cái dòng xe này hợp lý. Tại vì nó thon gọn hơn dòng K3000, tại vì thùng nó ngắn hơn K3000. Hàng gì thì xe đấy, nhu cầu như thế nào thì bạn chọn xe cho phù hợp. Thì cái điều này tôi chia sẻ đi chia sẻ lại với bạn, và bạn nhớ thêm một điều nữa là tiền nào phải lấy. Tôi nói giá thì có thể đâu đó nhiều anh em bảo là tại sao nó vẫn đắt thế, nhưng thực sự ấy, ai cũng là người kinh doanh, bản thân tôi cũng là người kinh doanh, bạn cũng vậy, và tôi mong muốn bạn sở hữu những cái sản phẩm của tôi, nó thúc đẩy được cái công việc của bạn đi lên, và cứ có công là bán thôi, chứ bán đắt cho ai, tiền nào phải lấy thôi. Xe đẹp thì giá đẹp, xe lỗi thì giá lỗi. Và quan trọng hơn, tôi chia sẻ những video này để bạn biết được cái cách định giá để mua đúng với cái giá trị đồng tiền bạn bỏ ra. Xem xe tải rất dễ ơi, sờ một tí là hết con xe rồi, không có gì phức tạp cả. Rồi rồi đấy. À, bác tài bác ấy chế cả quả loa đằng sau luôn. À đấy, đây máy đây. Lẻ ba mà tất cả những cái khối động cơ nó vẫn còn rất là sáng nha anh em ạ. Và tiếng máy thì dường như khó có thể nghe thấy một cái tiếng lạ nào. Nó rất là tròn.
đây cả những cái vách máy nó còn còn nguyên nhá, nó không có thủng lỗ gì cả, những cái vách máy mấy chục năm rồi, hơn chục năm rồi cũng không ít. Đấy, đây là một chiếc xe vừa về cho nên là cũng chưa dọn rửa nhiều, cũng chỉ đây hôm nay mới đánh ra đi, bàn chải vẫn còn nguyên đây, cũng chưa đánh rửa kỹ cho nên là nhiều chỗ nó còn bẩn, mong các bạn thông cảm. Thì hôm nay tập trung để chia sẻ với các bạn một cái dòng xe để mà biết đâu bạn phù hợp với công việc với tầm ít tiền thì sao. Với tầm ít tiền nhưng mà tuyệt đối không được chọn và cần phải lưu ý cái phần sắt xi, tại vì phần sắt xi nó phần xương sống của một chiếc xe. Những chiếc xe mà bị hàn vá chấp vá, đặc biệt là phần giữa, đặc biệt là sắt xi giữa, nếu mà bị gãy đạp hà rồ thì bạn cần phải cẩn thận và xem xét cho kỹ. Nhiều người là xem chỉ xem keo chỉ xem cabin, chỉ xem máy nhưng mà quên phần sắt xi, thế là hỏng rồi. Tại vì là nhiều chiếc xe ấy là người ta chở cá hoặc là người ta chở quá nặng thì người ta táp sắt xi vào, thì táp sắt xi vào dường như là bạn phải hiểu cái cấu trúc của nó đang liền nạp, nó bị bẻ gãy cái, sau này bạn về chở hàng nó rất là nguy hiểm nếu mà đi đường dài. Đấy, thì cho nên là đi mua xe thì nếu bản thân tôi, cái tiêu chí của tôi ấy, tôi nói về cá nhân thì tôi sẽ lựa chọn đắt hơn 1 triệu 2 triệu cũng được, miễn là nó tốt, miễn là nó chất. Tại vì một chiếc xe đẹp thì bạn làm gì nó cũng có thể đẹp trên cái nền của nó. Còn một chiếc xe xấu ấy, bạn có đắp vào bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì nó vẫn là xe lỗi, và sau này bán đi bạn sẽ biết cái giá trị của nó như thế nào. Ở đây tôi chỉ cho bạn cách phân biệt lỗi, ở đây tôi chỉ cho bạn cách định giá chiếc xe này như thế nào để bạn dễ dàng hơn chọn một chiếc xe tiền nào vài đấy đúng với giá trị đồng tiền bạn bỏ ra, chứ không phải có ý là nhiều người bảo nhiều câu rất là khó nghe, bảo dạy đời, rồi là nhiều người bảo rất câu khó nghe là vạch áo cho người xem lưng, chả có gì cả. Tôi cũng muốn và rất là mong muốn kết nối nhiều với lại anh em bạn bè trên khắp cả nước. Và một lần nữa, qua clip này nếu thấy hay hãy giúp tôi chia sẻ nó, và nếu thấy có ý nghĩa thì có thể chia sẻ tới nhiều người cùng xem hơn. Chiếc xe này đó là Hyundai 1 tấn 25 đời 2003, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Thì nếu bạn cảm thấy nó phù hợp với công việc của bạn, hãy cứ nhấc máy alo cho tôi tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Nó là một cái dòng xe theo bản thân tôi đánh giá là khá phù hợp để mà luồn lách vào những ngõ nhỏ, chở tầm quá tải 3 tấn 4 tấn tốt, ít tiền, hợp lý trong phân khúc xe tải nhẹ, giá rẻ tầm hơn trăm. Và ngoài cái dòng xe Hyundai này ra thì bạn có thể tham khảo thêm những cái mẫu như là K2700 hoặc K3000 thì nó cũng tầm hơn trong, nhưng mà đời thấp thôi, nói luôn nó là đời thấp thôi, còn tốt còn khỏe thì một số đó là một số những cái lựa chọn dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, chúc bạn luôn luôn tự mình tự tin tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạp Xe Tải vào ngày mai.